Xin chào tất cả các bác, kính mời các bác trải nghiệm chất âm cực kỳ là hay của bộ dàn JVC loa màng gỗ model là AX-S1 chạy full tất cả các chức năng CD, AUX kênh điện thoại máy tính có các jack 3.5 và đọc USB. Mời anh em trải nghiệm chất âm trước nhé, em sẽ có giới thiệu chi tiết và báo giá cho anh em. Bộ này bãi về thức còn rất là đẹp, xước sắt không đáng kể anh em nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video test của em. Bộ dàn này chạy full các chức năng. Vừa rồi là em test chức năng là audio kết nối điện thoại máy tính qua jack 3.5. Bây giờ em sẽ test để em đọc đi USB của nó. Anh em chơi ở trên này nhá, ấn có các ở đây USB đây, anh em ấn ở đây để chơi USB. Chờ một lúc nó lại sẽ load xong USB. Đã chơi rồi anh em nhé. Tiếng rất hay luôn. Cực kỳ là hay. Chuyển bài đây. Anh Mười ơi. Cái gì? Anh Mười ơi, ra đây coi đi. Ok. Hôm nay có đám cưới. Em test tiếp với tính năng đọc đĩa CD của nó nha các bác nhá. Em rút cái USB này ra. Ok, tất cả mọi chức năng đều hoạt động rất hoàn hảo với cái dàn này anh em nhé. Hướng dẫn anh em cách chỉnh bass jack và tính năng chỉnh bass jack ở trên dàn các bác nhé. Em sẽ cho cái đĩa ra. Chỉnh bass jack anh em ấn cho em vào nút giữa này.
À xin lỗi các bạn, em ấn nhầm. À, chỉnh mắt chắc anh ấn vào nút có chữ DISP. Xin lỗi anh em nhé. Em thao tác nhầm. DISP nhé. Đây nút này. Ba ạ, cộng trừ anh em ấn vào nút lên. Nút này hoặc nút volume đều được nhé. Nút này cũng được và nút bên này cũng được. Đây ạ. Chắc cũng vậy, cũng ấn vào đây nhé. Để ra chắc này. Đó, tương tự. Đó. Đấy, anh em với ở nút góc này cũng ra bát chép này, em gán một số nút rồi khóa tiếng, em ấn vào đây để tắt tiếng này. Đấy, khóa từ từ, nếu không khóa đột ngột để bảo vệ cái màng loa, khóa từ từ anh em nhé. Nút này là nút để tăng giảm độ sáng của màn hình. Đấy, đó, đây là các chức năng của cái điều khiển. Trước khi dùng anh em ấn nút này nhá, để nhận lệnh điều khiển nhé. Nút TV này. Bộ dàn này tổng thể bãi về còn rất là đẹp. Em sẽ quay qua luôn hình thức cho các bác nhé. Mặt trên, mặt trước đây các bác nhé. Em quay gần này. Loa màng gỗ, đánh rất hay, tiếng rất chi tiết luôn. Rồi mặt trên nhé, hai căng còn tương đối đẹp. Thùng loa cũng còn tương đối đẹp. Mặt trên đây. Rồi cạnh sườn của nó bên này đây, tương đối đẹp không nhá, bên này cũng tương đối đẹp. Đó, em sẽ quay hai cái chậm đang hai cái cạnh đang úp vào trong loa, đang úp trong máy. Rồi, em sẽ quay sát luôn cho các bác xem. Ok các bác nhá, không có vấn đề gì cả. Rồi em quay mặt sau nhá. Đây, mặt sau loa đây. Cái loa này anh em có thể để nằm hoặc là để đứng, có nên cũng đều được nhé. Mỗi cái bày có một cái hay riêng của nó. Sản xuất năm 2011. EX-S1. Bày ngang cái này thì nhìn nó rất là sang trọng. Còn anh em có thích có thể bày dựng lên thì nó cá tính, cũng rất là đẹp. Để bày dựng lên thì cũng được nha anh em nhé. Anh em có thể bày đứng lên như này cũng được. Đấy, đứng cũng có cái điểm hay của đứng. Đấy, bày ngang thì có cái điểm hay của bày ngang. Tùy anh em nhé, anh em thích bày theo kiểu nào thì mình bày biện theo kiểu đó, theo ý mình. Thì nó cũng không, cái bày biện này nó không ảnh hưởng gì cả. Với bộ dàn này rất thích hợp cho anh em nghe các cái dòng nhạc bolero nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Các cái dòng nhạc hòa tấu. Đấy, các dòng nhạc không lời hòa tấu đều rất là hay em nhé. Đặc biệt là các dòng nhạc mà nó có cái tiếng nhạc cụ ấy, thì nó lên rất là hay luôn. Đấy. Còn không thích hợp với các dòng remix hoặc là đan hoặc là DJ đâu anh em nhé. Nó chơi được nhưng nó không thực sự là thích hợp. Em sẽ đo qua cái kích thước của cả bộ dàn cho các bác nhé. Các bác chờ chút xíu ạ. Chiều ngang tổng dàn nhé. Đây là nó chưa trừ hao khoảng cách đâu nhanh nhá. Thì nó rơi khoảng độ 57. Đấy, 57. Nếu mà trừ đi thì mỗi bên khoảng 2 cm. Thì nó khoảng 53 các nhá, khoảng 53. Đấy. Chiều sâu của loa nó là 23. Chiều sâu loa là 23, chiều sâu của cái đầu máy thì nó là 25. À từ 26 thì cả cái đúng này là 26. Đấy. Và chiều cao của cái máy nhá. Máy cũng là của dàn luôn là 12. Đấy. Con này chắc bát 8 thôi. Em thử đo bát nữa. Con này là bát 9 anh em nhá. Chính đi vị trí bát ốc nó là bát 9. Gân cao su zin nguyên bản. Loa màng gỗ rất đẹp và chất. Rồi không để các bác chờ lâu, xin phép báo giá với tất cả các bác với bộ dàn JVC EX-S1 trung kiên audio đang bán với giá là 4.800.000 đồng. Giá em báo thì đã gồm các cái phụ kiện, đó là một bộ đổi điện để anh em chơi điện 100, một dây AUX để anh em chơi có điện thoại, máy tính và TV, và một cái điều khiển để anh em có thể chỉnh bass check nhé, để có thể chỉnh bass check ở trên dàn nhé. Đấy là các cái phụ kiện. Thế nếu như anh em mua hàng thì theo hai hình thức, một là chuyển khoản cọc, hai là chuyển khoản đủ. Nếu như anh em chuyển khoản cọc, cọc giúp em là 500.000 với bộ dàn này. Còn nếu như anh em chuyển khoản đủ luôn 4.800.000 đồng thì bên em sẽ tặng thêm anh em cái bộ chân đế kê loa và kê âm ly. Nếu như em chuyển khoản đủ và không lấy cái bộ chân đế kê loa và kê âm ly này
thì bên sẽ đổi sang gói quà tặng là bao ship cho anh em luôn, tổng giá là 4.800.000 đồng anh em nhé. Đấy, thế mà anh em có nhu cầu lấy thêm phụ kiện gì đó như USB hay cái gì đó thì anh em cứ báo nhé, bên sẽ để là tốt cho các bác. Rồi mọi chi tiết liên hệ mua hàng, anh em liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em xin nhắc lại 0975 575 262. Cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của Trung Kiên Audio.